Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tài nguyên nước số tháng 5 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trong chuyên mục hôm nay, sau phần tin là phóng sự về công tác đảm bảo an toàn các hồ chứa nước, đập thủy lợi trước mùa mưa bão năm 2020 tại thị trấn Sơn Dương. Sau đây là nội dung chuyên mục. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra mục tiêu 95% dân cư nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Đến nay thì chỉ tiêu này đã được hoàn thành. Để đạt được mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh có 95% dân cư nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Tuyên Quang đã ưu tiên dành nhiều nguồn vốn đầu tư, lồng ghép với các chương trình dự án để cải tạo, đầu tư, nâng cấp, xây dựng mới các công trình cung cấp nước sạch tập trung, trong đó ưu tiên cho các vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí số 17 về môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm, đã huy động được sự ủng hộ đóng góp của người dân. Nhiều công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn được xây dựng, đưa tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh năm 2020 là 95%, đạt mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Với việc triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ tốt sức khỏe ban đầu cho nhân dân và góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển. Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 có chủ đề Nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và dịch bệnh. Chủ đề Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020, nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và dịch bệnh, được đưa ra với mục đích nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia, cam kết của gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Trong đó, việc đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nông thôn tại các vùng chịu ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn là rất quan trọng và phải được ưu tiên hàng đầu. Theo đó, Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 được tổ chức, phát động và hưởng ứng từ ngày 29 tháng 4 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020, có thể kéo dài đến chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn ngày 28 tháng 8 và lồng ghép với các sự kiện và các ngày lễ lớn khác. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tuyên Quang, toàn tỉnh hiện có gần 400 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung. Trong giai đoạn 2016-2020, từ nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới, tỉnh Tuyên Quang được phê duyệt đầu tư 30 công trình cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư với tổng vốn thực hiện hơn 187 tỷ đồng. Xây dựng mới, cải tạo 195 công trình cấp nước và công trình vệ sinh cho các trường học với tổng số vốn hơn 30 tỷ đồng. Các công trình đảm bảo cung cấp nước cho hơn 13.400 hộ dân vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các trường học. Trong đó, từ nguồn vốn này, năm 2020, tổng kinh phí thực hiện chương trình này là trên 66 tỷ đồng. Nguồn vốn này sẽ tập trung xây dựng 17 công trình cấp nước cho cộng đồng, xây mới cải tạo 43 công trình cấp nước và vệ sinh cho các trường học, hỗ trợ xây dựng 6.600 nhà tiêu hộ gia đình và 15 công trình cấp nước, nhà vệ sinh cho các trạm y tế. Để các công trình cấp nước tiếp tục phát huy hiệu quả, hiện nay Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh đang tiếp tục sửa chữa, nâng cấp, mở rộng các công trình cấp nước sinh hoạt, thường xuyên đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn, đồng thời tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân trong việc sử dụng và bảo vệ các công trình cấp nước tập trung. Tại thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, từ nhiều năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, địa phương cũng quan tâm chú trọng đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, trong đó có nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, đảm bảo chất lượng cuộc sống. Gia đình chị Nga tại tổ dân phố Tân Quang cũng như nhiều gia đình khác tại thị trấn Tân Yên đã được sử dụng nguồn nước sạch từ đơn vị cấp nước của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước Tuyên Quang. Theo chị Nga, việc được sử dụng nước sạch, đảm bảo vệ sinh là điều kiện quan trọng để bảo vệ sức khỏe cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống. Gia đình tôi thì dùng cái nước máy này lâu rồi. Trong quá trình dùng thì tôi cũng thấy là ổn định, mà nước thì tôi cũng thấy là đảm bảo, sạch. Nhằm nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh, những năm qua, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về lợi ích của việc sử dụng nước sạch đối với sức khỏe cộng đồng, đảm bảo vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tập trung các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch và sử dụng nước hợp vệ sinh.
đưa nội dung thực hiện chương trình nước sạch lồng ghép với các chương trình kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng năm, chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thông qua các chương trình, mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, cùng với nhiều nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cũng như việc xã hội hóa, nhiều hộ gia đình trên địa bàn đã được sử dụng nước hợp vệ sinh. Đến nay, tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn thị trấn đạt 98% với gần 2.900 hộ. Phấn đấu đến năm 2025, 100% người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh. Tổ dân phố Tân Quang chúng tôi có 138 hộ dân, và trong đó thì 100% là bà con nhân dân là được sử dụng nước hợp vệ sinh. Và từ cái việc sử dụng nước hợp vệ sinh như thế thì coi như là cũng để đảm bảo cho cái sức khỏe của bà con nhân dân trong toàn tổ dân phố, và cũng đồng thời là cái nước sạch và hợp vệ sinh đã giúp cho những cái đời sống tinh thần vật chất của tất cả bà con là được nâng cao. Trong thời gian tới thì đối với thị trấn Tân Yên thì tiếp tục tuyên truyền tới bà con dân về công tác nước và vệ sinh môi trường, đặc biệt là một số tổ dân phố hiện tại thì cái tỷ lệ nước sạch chưa đạt được tới các vị trí vùng sâu vùng xa, thì tiếp tục tuyên truyền tới bà con dân để thực hiện cái nước vệ sinh môi trường trong thời gian tới. Với việc nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đảm bảo chất lượng cũng sẽ là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo sức khỏe cũng như phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương hiện có 8 công trình thủy lợi, trong đó có 5 hồ chứa nước phục vụ cho sản xuất nông lâm nghiệp của địa phương. Bảo đảm an toàn hồ chứa nước đang là nhiệm vụ trọng tâm được thị trấn Sơn Dương tích cực triển khai tại thời điểm này, nhằm chủ động đảm bảo an toàn công trình, chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai trước mùa mưa lũ năm 2020. Đập Đèo Hới là một trong những công trình thủy lợi có diện tích lớn nhất của thị trấn Sơn Dương, rộng 6 ha, có nhiệm vụ tích trữ nước và tưới tiêu cho gần 100 ha của các tổ dân phố như Bắc Hoàng, Tân Bắc, Bắc Trung, Bắc Lũng. Nếu như trước đây vào mùa mưa bão, nguy cơ vỡ đập là rất lớn, thì đến năm 2019, đập Đèo Hới đã được nâng cấp cải tạo, thân đập, gia cố bằng bê tông, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du của đập. Để đảm bảo vận hành, quản lý, sử dụng công trình an toàn khi mùa mưa bão năm 2020 đã đến, chính quyền địa phương đã tăng cường công tác kiểm tra công trình thủy lợi trước mùa mưa bão. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cấp bách đã được Ủy ban nhân dân thị trấn triển khai tích cực, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê chống mưa lũ trên địa bàn năm 2020. Đảng ủy Ủy ban cũng như là ban chủ nhiệm và quản lý hợp tác xã đã giao cho tổ dân phố Bắc Lũng chúng tôi là quản lý cái bờ đập này, thì thường xuyên chúng tôi là thường xuyên kiểm tra, nhất là như thế là bờ đập và cũng như là các nhà van hệ thống là tưới tiêu. Thì khi có cái sự cố gì xảy ra thì nói chung là chúng tôi cũng báo cáo kịp thời Đảng ủy Ủy ban và chủ nhiệm hợp tác xã. Hiện nay trên địa bàn thị trấn Sơn Dương có 8 công trình thủy lợi, trong đó có 5 công trình hồ đập và 3 trạm bơm điện. Trong những năm qua, thị trấn Sơn Dương đã được tỉnh quan tâm đầu tư cải tạo nâng cấp 2 công trình, đó là hồ đập thủy lợi Đát Cao với kinh phí trên 4 tỷ đồng và đập Đèo Hới với trị giá trên 6 tỷ đồng. Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra hiệu quả vận hành của hệ thống công trình thủy lợi hiện có, Ủy ban nhân dân thị trấn Sơn Dương đã tích cực đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ khắc phục các công trình bị hư hỏng, đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ các công trình thủy lợi, chuẩn bị sẵn sàng nhân vật lực, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi và sẵn sàng hộ đê chống mưa lũ trên địa bàn thị trấn năm 2020. Hàng năm thì ban thủy lợi thì cũng đã theo cái chỉ đạo của ban cấp trên thì cũng đã có cái chỉ đạo đến được các cái tổ đội sản xuất trực tiếp là các cái thôn sản xuất nông nghiệp được hưởng lợi từ các cái công trình thủy lợi ấy, thì là cũng đảm bảo tốt các cái bảo quản cũng như đảm bảo tốt các cái hệ thống hồ ao đập cũng như là các cái trạm bơm điện. Những năm gần đây thì đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn thị trấn thì luôn được Đảng ủy, chính quyền địa phương rất là quan tâm. Hàng năm thì vào cái mùa mưa bão thì luôn cho chỉ đạo là kiện toàn cái ban chỉ huy phòng chống lụt bão của thị trấn, thường xuyên thành lập các cái tổ đội và để đi kiểm tra các cái đập và các cái công trình thủy lợi phòng chống lụt bão tốt nhất khi mà nó có tình huống xảy ra. Dự báo thời tiết năm 2020 sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là sẽ có mưa to, xuất hiện lũ tại khu vực sông suối nhỏ, nên việc chủ động đảm bảo an toàn các công trình hồ đập thủy lợi của thị trấn Sơn Dương là việc làm hết sức cần thiết khi đã bước vào mùa mưa bão năm nay.
Những năm qua, cấp ủy chính quyền xã Lăng Can đã luôn quan tâm đến công tác cấp nước sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh cho nhân dân trên địa bàn. Qua đó đã góp phần nâng cao tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch lên trên 62% và số hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Hiện nay trên địa bàn xã có 5 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung. Tuy nhiên, một số công trình xây dựng đã lâu đến nay đã xuống cấp, chất lượng nước không đảm bảo vệ sinh. Nhiều tuyến đường ống dẫn nước bị hư hỏng nên thường xuyên bị mất nước. Để đảm bảo nước sạch cung cấp cho nhân dân trong xã, thời gian qua, cấp ủy chính quyền xã Lăng Can đã phối hợp với Trung tâm Nước sạch Vệ sinh Môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiểm tra, rà soát chất lượng các công trình. Hiện nay, cả 5 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn xã Lăng Can đang được đầu tư sửa chữa, cải tạo và nâng cấp. Đến nay đã có một số công trình đã hoàn thành và đưa vào chạy thử, qua kiểm tra và sử dụng nguồn nước, sau khi được nâng cấp và cải tạo, đã cho chất lượng sạch hơn và ổn định hơn. Được tỉnh và huyện đầu tư lại thì bây giờ nước thứ nhất là ổn định, thứ hai thì không đục như trước nữa. Bây giờ tất cả dân chúng tôi thì không người nào là không dùng. Nghị quyết Đảng bộ xã Lăng Can nhiệm kỳ 2020-2025, xã đang xây dựng là phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh đạt 100%. Để đạt được chỉ tiêu trên, thời gian tới, cấp ủy chính quyền xã Lăng Can sẽ tăng cường phối hợp với các đơn vị quản lý các công trình nước sạch để đảm bảo việc vận hành được tốt nhất. Tập trung khắc phục sửa chữa những công trình đã bị hư hỏng và tăng cường vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ, giữ gìn vệ sinh ở khu vực đầu nguồn nước, bảo vệ các tuyến đường ống dẫn nước và các công trình cấp nước tập trung trên địa bàn. Trong thời gian tới thì sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ là tiếp tục nâng cao về cái hơn nữa về cái tiêu chí nước sạch. Và đối với các hộ hiện nay đã được đầu tư thì phải bảo quản các công trình đường ống hoặc là các công trình của các hộ gia đình đều phải có bể chứa và các tét nước để chứa đảm bảo cho hợp vệ sinh. Với việc quyết tâm đưa nước sạch hợp vệ sinh đến 100% hộ dân trên địa bàn, việc này đòi hỏi các công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn phải được quản lý thật tốt để phát huy hiệu quả cao nhất. Vì khi người dân được sử dụng nguồn nước sạch hợp vệ sinh sẽ góp phần cải thiện điều kiện sống, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức của người dân nông thôn, qua đó góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Được đầu tư từ năm 2012, đến nay, công trình nước sinh hoạt tập trung tại thôn Nghẹt, xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn đã được chính quyền sở tại quan tâm duy tu, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho nhân dân địa phương. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Thôn Nghẹt, xã Phú Thịnh có 114 hộ với trên 400 nhân khẩu, 100% là bà con dân tộc người Dao quần trắng. Trước đây, bà con trong thôn gặp rất nhiều khó khăn về nguồn nước sinh hoạt hàng ngày. Từ năm 2012, thôn được dự án hỗ trợ của Na Uy đầu tư trên 200 triệu đồng xây dựng công trình nước sạch, gồm hệ thống bể lắng và đường ống dẫn nước. Đường ống chính được kéo đến các trục chính của thôn để các hộ gia đình đấu nối lấy nước sử dụng cho sinh hoạt hàng ngày. Và nguồn nước từ công trình do nhà nước đầu tư là nguồn sử dụng chính của đông đảo các hộ gia đình trong thôn. Khi có cái dự án chữ thập đỏ đầu tư cái công trình nước sạch cho thôn, từ bấy đến bây giờ đã vẫn duy trì bảo dưỡng vẫn đủ nước cho bà con sinh hoạt để đảm bảo sức khỏe cho nhân dân. Để sử dụng và phát huy hiệu quả công trình này, thôn đã thành lập một tổ quản lý công trình. Các hộ sử dụng nước phải nộp phí sử dụng 1.000 đồng trên 1 mét khối nước. Số tiền phí sẽ được tổ quản lý sử dụng để sửa chữa những hư hỏng thường xuyên, tôn tạo công trình nước sạch và trả công cho người quản lý. Với hình thức hoạt động này, kể từ khi được bàn giao đưa vào sử dụng đến nay, công trình cung cấp nước sạch tập trung của thôn Nghẹt, xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn phát huy được hiệu quả, giúp cho các hộ dân tại thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh trong sinh hoạt và sản xuất. Đồng thời người dân cũng có ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguồn nước cũng như bảo vệ hệ thống bể lọc, đường ống để công trình được vận hành lâu dài. Xã thành lập cái tổ tự quản nước có 3 người hàng tháng đi tu sửa bảo dưỡng công trình vẫn đảm bảo. Trong khi nhiều công trình nước sạch nông thôn trên địa bàn không phát huy được hiệu quả, thì tại xã Phú Thịnh vẫn duy trì hiệu quả các công trình nước sạch tại thôn Nghẹt, giúp cho hơn 100 hộ đồng bào dân tộc Dao trong thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, an tâm sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định đời sống.
Thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục Tài nguyên nước số tháng 5 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.